Ngày 25 tháng 12, Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Hà, 65 tuổi và Nguyễn Thị Hồng, 56 tuổi, là bảo vệ và tạp vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt Nam về tội chống người thi hành công vụ, xảy ra tại khu đất TH1, khu đô thị Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo đó, khoảng 10 giờ 8 phút ngày 2 tháng 8, Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Nhận được đơn tố giác của ông Lê Văn Vàng, Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Pasca, đơn vị đang có tranh chấp với công ty TDS tại lô đất TH1, về việc một số nhân viên nhà trường bị bắt cóc, giam giữ và hành hung tại lô đất TH1. Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức lực lượng đến hiện trường do không thuyết phục được bảo vệ mở cổng, nên công an quận chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy cắt khóa cổng số 1. Cổng này đã được công ty TDS hoàn khóa lại để phục vụ thi công phòng cháy chữa cháy và được thông báo bằng văn bản đến quận Bắc Từ Liêm trước đó. Thời điểm này, bà Hồng đang ở phía trong đã bốc cáp ném vào lực lượng phòng cháy chữa cháy. Ngay sau đó, một số thanh niên mặc thường phục trèo rào bắt giữ bà Hồng, thì ông Hà đến chửi bới đe dọa lực lượng đang cắt phá cổng lô đất TH1. Một số thanh niên mặc thường phục trèo rào bắt giữ ông Hà và phát hiện trong túi ông Hà có một con dao. Trong vụ án này, cơ quan công an cũng cho biết đã bắt quả tang hai người có hành vi dùng điện thoại quay video lực lượng làm nhiệm vụ và bị xử phạt hành chính là bà Vũ Thị Liên và Nghiêm Nhật Anh, con gái của bà Trần Kim Phương, là cổ đông góp vốn tại đây. Ba cán bộ phòng cảnh sát chữa cháy thuộc công an quận Bắc Từ Liêm khi làm nhiệm vụ bị ném cát vào mắt gây dị vật kết mạc hai mắt nhưng từ chối đi giám định và không yêu cầu bồi thường. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho chiếu video clip thể hiện nội dung ba chiến sĩ mang trang phục phòng cháy chữa cháy dùng dụng cụ phá cổng số 1 thuộc lô đất TH1 và bị cáo Hồng bốc cát ném vào nơi họ đang làm việc. Bị cáo không biết đó là công an, bà Hồng khai. Ông Đỗ Văn Hà khai từng là bộ đội lập nhiều chiến công nên phân biệt rõ ai là dân sự, ai là công an. Thời điểm xảy ra sự việc, với tư cách là tổ trưởng tổ bảo vệ, khi thấy nhân viên là bà Hồng bị khống chế, hành hung nên bị cáo tìm cách bảo vệ. Ông Hà giải thích, việc bảo vệ nhân viên và chống đối lại là do những người ở khu vực cổng TH1 không mặc sắc phục công an, không xuất trình thẻ, cũng không nêu lý do thực hiện nhiệm vụ. Nếu biết họ là công an, thì các vàng tôi cũng không dám. Tòa đã cho 14 cán bộ công an quận Bắc Từ Liêm tham gia vào việc giải cứu vụ bắt giữ người trái luật và đều được xác nhận thời điểm xảy ra vụ việc, họ không mặc cảnh phục. Việc xuống hiện trường giải quyết là theo mệnh lệnh của lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Sơn Hà cho biết, hành vi chống người thi hành công vụ thường xảy ra đối với người trẻ tuổi. Rất hiếm khi ông gặp những vụ có người già như thế này.